Festival Phở 2024 năm nay có chủ đề Con đường Phở Việt, nơi quy tụ 50 gian hàng sẽ giúp cho du khách mọi nơi có những trải nghiệm khác nhau về phở Việt Nam. Từ phở Hà Nội cho đến phở Nam Định hay những tô phở được nấu để phục vụ cho du khách ở miền Nam. Cùng với đó là những biến thể rất khác nhau của phở Việt như là phở ngô đến từ tỉnh Hà Giang hay là phở làm từ artiso Đà Lạt, Lâm Đồng. Mỗi du khách đến với Festival Phở 2024 sẽ được mua một vé ưu đãi chỉ giá 15.000 thôi và du khách có thể được tận hưởng một bát phở tùy thích. Festival Phở 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày mai, Chủ nhật 17 tháng 3.